Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ITP Club Channel cùng với GITV. Và trong ngày hôm nay thì GITV sẽ chia sẻ với các bạn các cái lịch livestream cũng giống như là trong cái thời gian làm việc thì GITV sẽ hỗ trợ tư vấn của các bạn điều gì. Trước cái giờ livestream thì các bạn nhớ đăng ký cho GITV một lượt like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh. Và trước khi bắt đầu thì các bạn cũng có thể thấy được là chứng khoán hẳn chắc hẳn là một cái kênh đầu tư mà được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm tham gia giao dịch. Tuy nhiên thì thị trường này cũng diễn biến rất là nhanh và chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận rất cao nhưng rủi ro cũng đi kèm cũng không kém. Do đó để tồn tại trên thị trường thì đòi hỏi các nhà đầu tư phải có kiến thức cũng giống như các kỹ năng cần thiết, hay là một cái nhà tư vấn khách quan để các bạn biết trước được là cái sự bền bỉ, không kiên trì và không từ bỏ, để chúng ta có những cái người chia sẻ với các bạn, tiếp thêm động lực cho các bạn, năng lượng để tiếp tục theo đuổi. Vì vậy thì GITV sẽ chia sẻ với các bạn những cái lịch làm việc của GITV, và lịch làm việc của GITV sẽ có những cái giờ livestream trong cái giờ giao dịch từ 8:45 đến 11:30, và buổi chiều thì từ 1:00 chiều cho đến 2:45, đó là vào các khung giờ livestream trong cái giờ giao dịch. Các bạn có thể liên hệ với GITV để các bạn nhận được những cái thông tin để các bạn có thể cùng đồng hành cùng với GITV. Và khi mà các bạn đồng hành cùng với GITV từ hai thứ hai đến thứ sáu thì các bạn sẽ nhận được cái lịch livestream của GITV là trong giờ giao dịch. Và trong buổi tối ấy, thì các bạn GITV sẽ livestream từ thứ hai cho đến thứ năm, và tối thứ sáu thì GITV không livestream, nhưng mà vào khoảng thời gian là 8:30 đến 9 giờ thì GITV sẽ livestream trên kênh ITP Club Channel các bạn nhé. Và mỗi buổi sáng thì các bạn có thể thấy được là GITV sẽ làm cái bản tin cập nhật về thị trường, các mã cổ phiếu tiềm năng và cho các bạn trên kênh Ichimoku Club. Các bạn nhớ đăng ký các bạn nhé. Và hiện tại thì GITV đang làm việc tại công ty chứng khoán SI GID 2771. Các bạn có thể là quét cái mã QR code ở phía bên trái màn hình để các bạn mở cái tài khoản chứng khoán SI ID 271 trong cái thời điểm các bạn chờ GITV livestream các bạn nhé, và chia sẻ những nhận định về thị trường để chúng ta biết được là khi nào chúng ta mua của những người chán, để sau đó khi thị trường hưng phấn lên chúng ta bán cho những người cần. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể thấy được là để các bạn tham gia vào room cộng đồng của GITV thì các bạn sẽ nhìn thấy được là các bạn sẽ quét cái mã QR code ở phía bên trái màn hình để các bạn tham gia, và các bạn sẽ nhìn thấy được nhiều cơ hội hơn khi mà GITV chia sẻ cùng với các bạn, đúng không ạ? Quét mã QR code các bạn tham gia vào trong room thì các bạn sẽ nhìn thấy được nhiều cơ hội, và các bạn có thể hỏi bất cứ một vấn đề nào trên các bạn thắc mắc về cổ phiếu, giá mua, điểm bán thì chúng ta sẽ trao đổi cùng với nhau ở trên đó. Và bên cạnh đó thì GITV cũng chia sẻ với các bạn những cái cơ hội của chúng ta khi chúng ta sử dụng cái hợp đồng. Các bạn có thể thấy chúng ta đã sử dụng những cái cơ hội để chúng ta nhìn thấy được là khi các bạn tham gia thì ở đây có những cái hợp đồng margin 28 để chúng ta thực đồng hành cùng với nhau. GID là BR8349. Các bạn chỉ cần có một cái bỏ vào khoảng 100 triệu thì các bạn có sức mua là 500 triệu, và với một hợp đồng phái sinh thì chúng ta chỉ ký quỹ là 4 triệu đồng. Mọi chi tiết liên hệ thì các bạn nhớ liên hệ với GITV qua số điện thoại 0708245247 để GITV chia sẻ các bạn những cái thắc mắc, những cái cơ hội để chúng ta đồng hành cùng với nhau. Và như vậy thì GITV vừa giới thiệu qua cái lịch livestream và làm việc của GITV, và hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội chúng ta làm việc với nhau trong cái thời gian sắp tới. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin mời các bạn xem livestream tiếp theo của GITV.